đi mẹ khó chịu quá rồi đi mẹ. Mày vừa dọn hoa về à? Đúng rồi. Đi mẹ mày chăm vãi lồn mày. Sao thì mày bán hoa đéo bán muộn vậy? Tại cúng cái gì không biết mà đã ma nhiều lắm độ à. Chết lặng nhiều lắm. Thế này thì mẹ mày càng nhiều người chết nhà mày càng vui nhỉ? Cũng vui mà cũng buồn đó anh này à. Vẫn mụp nha. Chắc là bây giờ phải bật screen lên để che xong rồi lúc mà vào trận thì mới ra thôi. Em yêu anh mất rồi, tao xin lỗi em nhé, anh có vợ con rồi, cảm ơn Thái nha, cảm ơn Thái dúi. Mày biết nhảy đây không? Chỗ đó, được á. Được. Nhìn độ à? Sao? Nhìn chơi quá nét đó. Tớ hồn quá thông cảm nha. Sao mày chơi nét mà sao mày bán hoa nhiều tiền thì mày không chơi ở nhà? Em có mái nhà rồi mà khổ quá. Tối bấm lụp cụp mẹ ngủ không được. Má gà đó. Trời ơi mày mua bàn phím bình thường thôi. Mày cứ mua bàn phím cơ làm gì? Ngày già nhà em nhà cấp 4 nên thầy à. Không có phòng đâu. Trời ơi đa vậy. Mày chăm chỉ hết nhỉ. Thế bây giờ vẫn ở cùng bố mẹ luôn à? Dạ đúng rồi. Có mẹ thôi. Còn bố không phải bố ruột đó anh độ à. À ha. Cũng hoàn cảnh ghê ta. Có gì đâu anh. Ông trời định gì vậy thì vậy rồi. Đúng rồi. Như ngày xưa hồi còn nhỏ anh cứ nghĩ là kiểu anh hơn rất nhiều người, cũng đủ bố đủ mẹ. Nhưng mà bây giờ lớn lên này anh, bây giờ anh có mỗi mẹ à? Em cũng vậy đó anh độ. Cha em sinh ra anh ra bỏ em từ nhỏ luôn. Trời. Chung là anh thương mẹ anh lắm. Nhưng tất cả những cái gì bây giờ anh làm thì sau này anh chỉ muốn mẹ anh vui thôi. Mày cũng thế. Tại vì bây giờ người lớn khi người ta về già thì người ta cũng chỉ trông mong vào mình thôi mà. Con cái thôi mà. Dạ đúng rồi. Em thì quậy lắm. Mẹ em có mình em mà. Nhiều khi cũng buồn lắm nữa. Mẹ tao cũng có mình tao à. Tao có một ông anh nữa nhưng mà cùng cha khác mẹ. Coi như mẹ tao có mỗi mình tao. Mà ông anh tao thì hơi bị là cũng không biết lo cho gia đình lắm. Nên là nhưng mà cũng nhiều vấn đề. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà. Cái quan trọng là khi mình sống lên và mình lớn lên mình sống và mình làm gì đấy có ích cho những người sinh mình ra. Người ta thấy vui và người ta thấy hài lòng là được. Cuộc sống nó là vậy. Rồi sau này con cái mày nó sẽ nhìn vào mày và mày lại sống như con cái. Thế thôi. Cuộc sống nó là một cái vòng tuần hoàn mà. Hình như đéo có ai mày? Dạ đúng rồi, lia đó anh đâu. Em cũng có em gái. Là em là con của cha của em đó. Nhưng mà em không có nhận nó là em của em. Trời ơi mày giống tao thế. Em ghét lắm anh độ. Mày có biết là đi mẹ mày, tao đến cái tuổi này rồi mà đi mẹ mày tự nhiên tao biết được là đi mẹ tao có lại thêm có thêm một đứa em, đi mẹ mày cùng cha khác mẹ mà bây giờ mẹ mày còn chưa đến hai, chắc là bên nó được 2 tuổi rồi. Mà tao cũng đéo công nhận nó là em, tao cũng đéo gặp nó bao giờ. Nhưng tao cũng đéo quan tâm cho lắm. Cuộc đời tao giờ tao chỉ đi mẹ làm sao tao cày kéo tiền ra để tao lo được cho mẹ tao, lo cho vợ tao, con tao. Nói chung là mọi thứ với tao bây giờ chỉ có gia đình, vợ, con và mẹ già thế thôi. Nhưng mà nhiều lúc đó anh độ thấy cũng buồn. Tại vì nó không có làm gì mình ghét cũng tội nghiệp đó anh độ. Đúng rồi, đúng. Nó sinh ra nó không có lỗi. Nhưng mà nói như thế nào rồi nhỉ? Tao cũng chả phải biết tao có phải do tao ích kỷ hay không. Nhưng mà tao cũng không, tao không trách nó, tao cũng không biết là nó không có tội. Nhưng mà thực sự là tao cũng không muốn nhìn thấy nó và tao cũng không muốn gặp nó. Tao cũng không muốn nhận nó là em mà. Dạ đúng rồi, tại vì không cùng cha đó anh độ à. Ngày già, em lấy cần giấy đây, cảm động quá đi. Còn
các bạn đừng đừng nhìn mình vui vẻ hàng ngày tấu hài cho anh em như thế này là vui, cuộc sống ai cũng vậy mọi bạn ạ. Mỗi người nó sẽ có một cái gì đấy, một cái góc trong con người, rất nhiều chuyện nó xảy ra. Không phải cuộc sống của ai cũng hoàn hảo đâu. Các bạn nhìn thằng Sam Acid có thể nó giàu, nó nhiều tiền, nó có những cái cuộc ăn chơi mà mọi người nhìn vào đều rất là muốn được như nó, nhưng mà không, bên trong nó cũng rất là nhiều câu chuyện các bạn. Cuộc sống ấy nó vậy mà. À. Sống trên này vậy thôi, chứ đêm về là buồn lắm độ à. Đúng rồi. Mẹ mày có mình em mà. Thôi. Đêm về buồn, buồn đâu biết tâm sự với ai đâu anh. Thế mẹ mày bây giờ làm gì, vẫn làm hoa đấy ạ? Đúng rồi. Thôi nói chung là cố gắng giúp mẹ, xong rồi sau này xem. Thế mày định làm cái nghề đấy theo mẹ mày luôn à? Chứ bây giờ là kinh doanh là ok mà anh. À ha. Nói chung là cũng ổn đủ sống thế. Dạ đúng rồi. Một ngày bán 7-8 triệu. Trời ơi đi mẹ em nhiều vậy. Thế mà ở nhà cấp 4. Nhà cấp 4 nhưng mà nó rộng lắm thầy à. Cảm ơn Duy cho cả. Ù mẹ. Tao tưởng tượng đến cái nhà cấp 4 nó như cái biệt thự ấy mày. Không phải đâu. Nói chung là nhìn thì cũng được đó anh Độ. Ngành có việc gì miền Tây em mời đi chơi nha. Được. Thì bạn tao cũng đang muốn đi miền Tây nhậu quá. Nhưng mà miền Tây nhậu đã lắm. Nhậu trên ghe chạy vòng vòng trên sông anh. Vui lắm. Đi phải tao thừa súng quá. Mày lấy đạn 7 không này? Nhiều đạn 7 lắm. Có. Đi phải 400 viên đạn xanh này. Mày bắn Kalai. Trên có Kalai kìa. Nhiều đạn xanh lắm. Được không. Lấy xe lùm góp anh đội 7 triệu một tháng. À 7 triệu một ngày. 10 ngày 70 triệu. Tháng 21 triệu. Điệt mẹ mày thấy mọi người. Tại vì đó anh Độ. Em có làm ăn với cò đó. Có ai đặt lãng là điện em á. Bởi vì nhiều lắm. Cảm ơn trường nha. Mỗi người một hoàn cảnh em ạ. Anh ít khi tâm sự về chuyện gia đình anh lắm. Nhưng mà tự nhiên hôm nay nói chuyện là Rambo thấy hoàn cảnh nó cũng giống nhà anh à. Nhưng mà chắc là anh khác với nó, khác với nó rất nhiều. Tại vì bộ nó bảo là bố nó thì từ nhỏ đã bỏ nó rồi, còn anh thì khác. Anh thì khi mà anh trưởng thành rồi, anh bắt đầu đi làm, anh kiếm được tiền rồi thì gia đình mới có chuyện. Nói thật chứ không phải xạo chứ. Giấy khai sinh của em còn chưa làm lắm đâu. Thôi ơi. Nghe phải lấy tên mẹ em đó. Mày lấy họ mẹ à? Dạ đúng rồi. Cảm ơn Tú nha, cho em xem chim vui vẻ nha. Không sao mày, họ hay tên gì nó cũng không quan trọng à. Quan trọng là lớn lên mình nên người. Mày biết nghĩ là được. Mày biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Thôi ơi, cảm ơn Kít đẹp trai nha. 1% thưởng là 1.2 triệu. Như vậy là 120 triệu. Thôi ơi, cảm ơn Kít đẹp trai, cảm ơn em. Có tiền làm rồi. Đâu, từ, có loot tạm chỗ này không mày? Có. Cảm ơn Kít nha. Nhiều quá em ơi. Mày có người yêu chưa? Hôm qua hỏi rồi đó anh thầy à. Nhưng mà tao quên mất đi mày. Nãy tao vừa đi uống rượu về giờ tao ngày dạ. Nhớ tạm thời mày. Không chỉnh rồi đúng không? Không, ngày dạ. Chưa xỉn đi mày, nhưng mà tao quên mẹ rồi. Mày có chưa nhỉ? Dạ có rồi. Thế mẹ mày gặp chưa? Dạ chưa. Nhỏ này mới quen rồi đó anh Đậu à. Trời ơi đi mày. Khi nào mày mới đi? Thế mày có xác định nghiêm túc không? Hay là cái này mày mẹ chơi bời? Có nghiêm túc đó, tại cũng lớn rồi. Cho gặp mẹ mày đi, tại vì như này. Chưa có cơ hội đến độ rồi, không có là em cho gặp ngay. Tại vì mày phải hiểu nhá, một người phụ nữ ấy mà hồi bé, từ bé lớn nuôi mỗi mày không là cũng mong có một đứa con dâu trong nhà lắm. Muốn có một đứa con gái trong nhà. Có những cái chuyện phụ nữ chỉ có thể chung nữ mới có thể nói chuyện được với nhau, mày hiểu không? Mày dạ, đúng rồi. Với mày, mẹ mày đéo bao giờ. Nhưng mà khổ lắm Độ à. Đâu phải muốn cưới là cưới đâu. Không phải cưới một con nhỏ buôn bán gì mới được đến Độ. Không hẳn. Ta không bảo là cưới luôn, mà là ý ta là cho mẹ gặp, xong rồi là để hai người gần nhau hơn, rồi có chuyện để nói bà la kiểu như vậy. Cảm ơn Danh không nhỉ? Đi mẹ mày ấy đi, tao đọc donate cái. Cảm ơn Mục nha. Cảm ơn Danh ơi, đợt đi miền Tây mà sắp xếp được cả team đi thì tại team tôi đang nãy vừa đi ngồi uống rượu vừa bàn, bảo là hè này sẽ đi đâu chơi, đi miền Tây chắc cũng hợp lý đấy. Thì có gì hú cả vợ chồng ông đi cùng cho vui. Chúng Danh nha. Miền Tây có nhiều chỗ chơi lắm Độ à. Gái miền Tây này,
Tại sao mẹ ở Sài Gòn massage bác sĩ các kiểu người ta toàn lấy mác là gái miền Tây vậy? Gái miền Tây đẹp à? Đúng rồi, thì gái miền Tây lên trển nói chung cũng vì cái nghề, nghề gì cũng là nghề đó anh Độ. Ờ đúng, tao cũng tôn trọng cái nghề đấy. Mưu sinh thôi anh Độ à, thông cảm cho người ta đi. Mà không, ý tao không phải, ý tao là cứ gái miền Tây nó xinh đẹp à? Sao? Dạ đúng rồi, chân dài tới nách, lông nách tài với lông chân đó anh Độ. Thôi ôi, nghe hấp dẫn nha. Mẹ mày năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Mẹ em đó ngoài 40 đến được. Trẻ vậy? Mẹ em còn trẻ khô à. Trời ơi, trẻ vãi trưởng ấy. Nghe có ra đường ai cũng nói là chị em đó độ. Trời ơi. Thật mà. Mà gần đây có tiếng súng mày. Nhà con mẹ nó súng bắt đạn anh độ ơi. Ra đây, súng.